Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giáo đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định xác nhận, Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bị cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Kim, cựu bí thư huyện ủy Vĩnh Thành để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Cụ thể, theo kết quả của thanh tra tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Đình Kim, cựu bí thư huyện ủy Vĩnh Thành đã tự viết đơn giả chữ ký làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 5 trường hợp đều có quan hệ họ hàng với ông gồm chị ruột, ba cháu ruột và con trai. Sau đó, bốn trường hợp thực hiện chuyển nhượng cuối cùng hơn 138 hectare đất rừng phòng hộ thuộc quản lý riêng của ông Kim và hai con trai. Trong 138 hecta đất rừng phòng hộ của cha con ông Kim, cá nhân hộ ông này sở hữu 85 hecta, hai con trai Nguyễn Đình S 30 hecta, Nguyễn Đình N 23,4 hecta. Sau này ông Kim có động thái chuyển đổi sang tay một số diện tích đất rừng trên cho một hộ dân khác nhưng bị ngành chức năng phát hiện tạm dừng. Ông Kim còn nằm trong chuỗi hàng loạt sai phạm về cấp đất cho thuê đất ở huyện Vĩnh Thạnh, trong đó có vụ cấp và cho thuê đất trái luật cho vợ cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh Trần Công Sĩ. Trước đó vào tháng 1 năm 2024, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bình Định kiểm tra dấu hiệu vi phạm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Thạnh ba nhiệm kỳ 2000-2005, 2005-2010 và 2010-2015 liên quan việc giao đất cho thuê đất mà thanh tra tỉnh Bình Định đã kết luận có sai phạm. Việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan tới giao đất cho thuê đất tại huyện Vĩnh Thạnh có liên quan tới 21 đảng viên. Theo đó, từ năm 2022 đến nay, thanh tra tỉnh Bình Định kết luận nhiều vụ việc sai phạm liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất tại huyện Vĩnh Thạnh. Trong đó nghiêm trọng nhất là vụ gia đình cựu bí thư huyện ủy huyện Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim được giao hơn 138 ha đất rừng phòng hộ sai quy định pháp luật. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi hơn 138 ha rừng phòng hộ của gia đình ông Nguyễn Đình Kim. Vụ án đang được công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra làm rõ. Ông Nguyễn Đình Kim cũng đang được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 29 tháng 3, phòng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định, PC08 cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định đã kịp thời giải cứu 3 công dân Trung Quốc bị lừa sang Campuchia khi các đối tượng đưa đi qua địa phận tỉnh Bình Định. Trước đó, ngay sau khi nhận được tin báo về việc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng nhận được điện thoại của ba công dân Trung Quốc chưa thành niên bị lừa sang Việt Nam và sẽ đi Campuchia, phòng PC08 đã chỉ đạo trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước, khẩn trương bố trí lực lượng phương tiện theo dõi sẵn sàng đón bắt. Vào khoảng 16 giờ 25 ngày 27 tháng 3, tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước thực hiện nhiệm vụ tại km 1170 quốc lộ 1, thuộc thôn Tránh Thuận, xã Mỹ Trinh, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng theo dõi phát hiện ô tô 30K 45084 có biểu hiện nghi vấn đang lưu thông theo hướng Bắc Nam, nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Tài xế điều khiển xe ô tô 30K 45084 không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện của tổ tuần tra kiểm soát mà tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi đến km 1186 quốc lộ 1 thuộc thôn Khánh Phước, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, thì dừng được phương tiện. Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phạm Thanh Lâm, 35 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, không có giấy phép lái xe và điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Cao Thường, 41 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông và tạm giữ ô tô con biển số 30K 45084. Qua làm việc ban đầu, trên xe, ngoài tài xế Phạm Thanh Lâm còn có 4 người gồm Nguyễn Cao Thường sinh năm 1983, trú tại Thanh Trì, Hà Nội, và ba công dân mang quốc tịch Trung Quốc là Hoàng Xem sinh năm 2007, Phúc Kiến, Lin Yuan Linh sinh năm 2007, Phúc Kiến và Gu Nan sinh năm 2006, Phúc Kiến. Nhận thấy vụ việc nêu trên có liên quan đến người nước ngoài có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nên phòng PC08 đã trao đổi đề nghị phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh PA09 phối hợp xác minh làm rõ, sau đó phòng PA08 đã phối hợp phòng PA09 cử lực lượng đến phối hợp làm việc với các cá nhân có liên quan, vụ việc đang được xác minh xử lý làm rõ. Mới đây, tại buổi họp báo thường kỳ quý 1 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều phóng viên đặt câu hỏi liên quan vụ cháy trung cư mini xảy ra tại quận Thanh Xuân vào tháng 9 năm 2023, khiến 56 người tử vong. Báo chí đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cung cấp danh tính chức vụ của 6 đảng viên, cán bộ, nguyên cán bộ thuộc diện thành ủy Hà Nội, quản lý bị xem xét kỷ luật liên quan vụ cháy. Trước câu hỏi này, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, đây là 6 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý. Tôi là người phát ngôn của Ủy ban nhân dân thành phố, do vậy nội dung này sẽ có cấp có thẩm quyền thông tin. Thông tin về công tác điều tra, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam Nghiêm Xuân Minh, chủ căn hộ chung cư mini. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can liên quan đến góc độ quản lý nhà nước của các cấp. Trước câu hỏi 6 đảng viên là cán bộ nguyên cán bộ thuộc diện ban thường vụ thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy đã được công an mời lên làm việc chưa, Phó giám đốc công an thành phố Hà Nội xác nhận 6 cán bộ trên đã được cơ quan công an mời lên làm việc. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, những người liên quan được mời lên làm việc để chứng minh hành vi phạm tội hay không phạm tội, vi phạm quy định của Đảng hay hành chính. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói, vụ việc đang tiếp tục được điều tra xác minh để làm rõ, xử lý đúng theo tinh thần, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí Thư cũng như lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo thành phố Hà Nội làm sao để không oan sai và bỏ lọt tội phạm. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2023, trung cư mini ở số nhà 37, ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ xảy ra hỏa hoạn. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2, cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người sinh sống vụ cháy khiến nhiều người thương vong. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Xuân Minh, chú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, chủ chung cư nói trên. Ngày 31 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố đã tiếp tục khởi tố 6 cán bộ, nguyên là cựu thanh tra xây dựng, cán bộ và công an phường Khương Đình. Cả 6 người trên bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Dự án đường bờ nam sông Trà Khúc Nay là đường Trường Sa, là công trình giao thông động lực phát triển đô thị tỉnh Quảng Ngãi hướng về phía biển, tạo động lực phát triển kinh tế. Tuy nhiên, điều ít ai ngờ đến, đây là con đường khiến hàng loạt lãnh đạo, cựu lãnh đạo ở Quảng Ngãi bị bắt giam. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 999 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước, kinh phí xây dựng 747 tỷ đồng. Do Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến năm 2015. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính cấp 2 đô thị, chạy dọc bờ nam sông Trà Khúc, có chiều dài hơn 8,7 km, nền đường rộng 3,6 m, mặt đường rộng 22 m được bê tông nhựa. Điểm đầu của tuyến đường giáp với đường tránh quốc lộ 1 qua thành phố Quảng Ngãi tại km 1057, điểm cuối giáp nút giao thông dẫn vào cầu cổ lũy. Dự án do công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn làm nhà thầu thi công đơn vị tư vấn giám sát công trình là liên danh giữa công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Đức Phương và công ty trách nhiệm hữu hạn VHK, cả ba công ty này đều ở tỉnh Vĩnh Phúc. Công trình đã đưa vào sử dụng năm 2016. Từ khi sử dụng, đường bờ nam sông Trà Khúc kết hợp với đường Trường Sa ở bờ bắc sông Trà Khúc cũng hướng về phía biển. Mới đây nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên phó chủ tịch, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, để tạo điều kiện giúp công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu, thi công tuyến chính dự án đường bờ nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Cũng liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Cao Khoa, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Ngọc Thủy, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên trưởng phòng Kỹ thuật và Chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Quốc Đạt, giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên trưởng phòng Quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật Hình sự. Trong số 6 người bị bắt có những người từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi đây là đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án đường bờ nam sông trà khúc